For this? Welcome to Arena of Valor. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với video của mình. Và mình là Sa Tỷ. Hôm nay mình chơi Violet nha mọi người. Ôi ngộ kỹ kìa, được không? Đây mình đi chung với La. John ơi, cái chạy lên huyện. Ok. Đây mình đi chơi team 2 với lại bạn Sinetia. Chơi, đang chơi Rosie. Mình sợ ngộ không quá à. Ngộ không rồi, ngộ không như kia mà. Cản đi. Cản Toro với lại à. Mình về đá. Về đá, Toro đang xuống rồi, chịu băng xuống rồi. Dí chịu băng. Ok. Rồi Toro ơi. Thôi về đấy. Từ từ không, mình đã là dòng lính chứ. Vô nè. Ok, mình đã diệt được vô rồi, về. Đơn giản vậy thôi. Trời ơi, không giết được ai hết, yếu máu hết rồi. Tiếc ghê. Trời, nãy mình thấy cả ngụ khỉ với Triệu Vân chạy tới là hiểu luôn. Chạy nhanh lên, Toro. Trời ơi, chủ mít đang bị ép ghê quá. Crixie, HP is low. Từ mình phải để mình có đồ đá chứ. Sao biết tim mình có vẻ thua thiệt với người ta vậy trời. Ê, ra, mình bị. Rồi hú hồn, còn Triệu Vân chạy được rồi. Về đi qua đường của mình ơi. Triệu Vân này. Trời may mà mình tóc biến lên mình cứu qua đường của mình ấy. Trời ơi. Lui đã. Trời, mình đang lên cao quá. Rosie ơi. Biết khỉ có ở đâu đây không?
Rồi hai quá gia kích rồi. Chờ đi rác đang cần sự giúp đỡ rồi. Keep an eye on D-Rack. Ôi, ủa? Trời ơi, mình đi. Mình đi nhầm vô cái vòng của Rosie rồi, chết rồi. Mà thôi, về thủ nhà cũng được. Team mình ơi, về nhà đi. Trời ơi, mình không... Ôi, may quá. Mình tới là trúng chỗ tâm điểm của... Trời ơi, vô anh sấy đâu thế? Nãy mình lộn đi đâu vậy trời? Trời ơi, Triệu Vân ở trong đây. Trời, nãy là mình tưởng chỉ có mình Chrissy trong đó thôi, ai ngờ mình tóc biến mới chạy vô đó luôn. Ai ngờ. Đây, đang tới đây. Trời ơi, dạ thủ không đi bắt sao thủ chứ bắt ai giờ? Hỏi kỳ ghê. Trời ơi, ngồi khỉ đằng sau lưng mình chết rồi. Trời ơi, may mình mà đi tới chút xíu nữa là xỉu mình rồi. Đâu ngồi khỉ tới rồi. Ồ, may mà gia phích ra hạ được. Trời, nãy ngồi khỉ đằng sau lưng mình mọi người, sợ thực sự luôn. Trời, hay quá đi rắc ơi. Còn Triệu Vân đâu rồi? Team người ta còn Triệu Vân chưa lộ diện. Trời, chạy về. Trời ơi, cuối cùng chỉ miếng là còn cái tóc biến ấy. Đúng là phận đời AD. Các cô... Ê, cái gì vậy? Trời ơi, cái bức tường này sao mà nó dày thế? Lại nữa. Đi theo đi rắc đi. Ê, dẹp cái... Lui đã. Trời, nãy mình vắt cái bức tường mà thấy ngộ ghê mọi người, đúng điên luôn á. Tự nhiên không bị sao, tự nhiên bị vắt cái bức tường, làm không nhảy qua tường được. Lên nè. Mình chỉ đặt mình chỉ có nhiệm vụ là đục tường thôi chứ không có gì đó. Trời ơi, Atron nó trâu quá à. Cung tại ma có nghe chưa? Đừng có ảo. Trời ơi, mà sao mình đi đánh trong bò này. Trời ơi, chạy đi. Trời ơi, lính sắp bắn mình chết rồi. Chết rồi đi rắc ơi.
Rồi Rosie đâu rồi, cái vòng đâu Rosie ơi. À, mà chắc Rosie ơi, đây có rồi. Rồi. Ủa tự nhiên hồi nãy mình chưa ăn bùa đỏ hay sao mà cái bùa đỏ tiễn nó bay xuống đây vậy? Trời cứu trời ơi. Ai vô tao anh em giùm cái. Cố lên. Tiên mình nói cố lên. Ok. Được rồi. Rồi đánh muốn hết hơi hết sức luôn ấy. Chịu con ngõ này rồi. Trời ơi. Giờ mình chỉ sợ ngộ văn à, ngộ không với lại chờ con kinh công lên đi. Ngộ sợ ngộ không với lại chị Vân vô đập một cái là mình xỉu luôn á. Mình sợ thêm cái thôi. Kệ. Nhà kìa người ơi. Ê, trời ơi, ảo tưởng hóa kỹ. Mình thấy nhà nha mọi người. Trời ơi, chọn căng quá à. Thấy nhà nha mọi người. Đây. Phía nhà. Nhà. Rồi. Trời ơi, mệt quá. Cảm ơn người đã xem video nha. Mình đánh một trận mà nơm nớp lo sợ. You ready for this?